chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, ấn đường là một bộ phận rất quan trọng trong luận giải tướng số của mệnh chủ. Vậy, ấn đường là gì? Nếp nhăn ở ấn đường và những điều thú vị liên quan về tử vi tướng số như ấn đường phẳng rộng hay ấn đường đầy rộng hay là ấn đường lõm, ấn đường khuyết lõm và hẹp. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu chi tiết để có thêm những kiến thức về nếp nhăn ấn đường giữa hai chân lông mày và cách xóa những ấn đường mệnh xấu trên trán. Ấn đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán nằm trên sống mũi. Nhìn vào ấn đường theo nhân tướng học, người ta có thể đoán được tính cách vận mệnh của một con người. Việc ấn đường có nếp nhăn xuất hiện có ý nghĩa không? Có rất nhiều người đoán việc xuất hiện nếp nhăn ảnh hưởng tới vận mệnh giàu nghèo. Nhiều người đã suy nghĩ ngay tới việc xóa nếp nhăn này, đặc biệt là phụ nữ, vì suy đoán sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh. Nhiều người quan niệm khi những nếp nhăn ở ấn đường giữa hai chân mày xuất hiện thì bạn cũng cần phải cân nhắc lựa chọn những biện pháp để xử lý xóa nhăn giữa hai đầu lông mày kịp thời, vì đây là dấu hiệu báo hiệu những điểm không hay cho vận mệnh của bạn. Theo quan niệm của nhân tướng học, mỗi bộ phận vị trí trên gương mặt đều là đại diện cho một tính cách hoặc là vận mệnh nhất định. Cũng theo quan niệm này, quan sát ấn đường có thể nhìn thấy tính cách và vận mệnh của một đời người. Nếu ấn đường của bạn có nhiều đường vân ngang dọc hỗn loạn, hoặc có vết sẹo hoặc là khuyết hãm lồi lõm bất thường hay chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm thì chứng tỏ sức khỏe của chủ nhân có vấn đề. Cùng tìm hiểu từng dạng ấn đường, và mỗi dạng ấn đường đều thể hiện những điều khác nhau về vận mệnh. Ấn đường rộng phẳng. Ấn đường rộng phẳng là trường hợp khi mà bạn dùng hai ngón tay đặt lên vùng giữa hai lông mày theo chiều đứng mà vẫn không bị che đi. Ấn đường rộng phẳng không có nếp nhăn ở ấn đường được xác định là ấn đường đẹp. Hội tụ hai yếu tố này thể hiện bạn là một người may mắn. Bạn được đánh giá là một người sôi nổi hoạt bát, là người hướng ngoại, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Khi nếp nhăn ở ấn đường không xuất hiện, chứng tỏ vận mệnh công danh của bạn khá là thuận lợi. Ấn đường rộng đầy. Ấn đường rộng đầy là trường hợp ấn đường đẹp được đánh giá cao. Trường hợp này ấn đường cao lên và rộng hai bên là những dấu hiệu của phúc khí, thể hiện bạn là người có tầm nhìn, có sự hiểu biết, vận khí tốt, dễ thăng hoa trong cuộc sống. So với những trường hợp khác, thì có một ấn đường rộng và đầy không có nếp nhăn ở ấn đường thường sẽ dễ thăng tiến hơn trong công việc. Đặc biệt trong năm Canh Tý 2020 này, nếu các mệnh chủ ngay sau đây sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn tất cả. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp với thân, cho nên những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của công chức, cho nên trong năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị bệnh mãn tính hoặc nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được như lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật.
khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an, mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà, cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tuổi Thân, tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Thái tuế Tý Thủy là tam hợp với quý nhân của tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa thái tuế là thương quan của tuổi Thân, điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng kinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế nghênh đón thái tuế chiêu mời can tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế, đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng với nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức kinh doanh, mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn, sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho vô tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho bạn, hãy sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Tuổi Dần, theo dõi tử vi năm 2020 tuổi Dần, nếu mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm không phải chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan thái tuế Tý Thủy có chính đắn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn nữa, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an cho cuộc sống. Xem vận trình phân nghiệp của tuổi Dần, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm nay là bản mệnh thi cử rất là suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là Tý Thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt bằng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân.
Mới thoát khỏi vận hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vì vậy, tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho gia chủ tuổi Dần. Nối tiếp chương trình hôm nay, Nhân Tướng Học sẽ giới thiệu tới quý anh chị những nét xui xẻo tán lộc vạn phần mệnh chủ cần phải chú ý thể hiện trên ấn đường đó. Thứ nhất, đó là nốt ruồi mọc ở ấn đường. Ấn đường là bộ phận có ý nghĩa quan trọng trong xem tướng mặt. Ấn đường thâm đen thì tài vận sa sút, lộc lá sụt giảm. Muốn xem người khác có thành công trong sự nghiệp tài vận và may mắn trong đời sống tình cảm cá nhân hay không, trước tiên hãy cứ tìm hiểu về ấn đường của người đó. Thực tế cho thấy rất nhiều người bẩm sinh có nốt ruồi hoặc vết sẹo, nếp nhăn rõ dày và có phần xấu xí ở ấn đường thì đều thua thiệt về tài vận. Dù cho có giỏi trèo trống đến mấy thì việc nào cũng lỡ dở, của cải trắng tay, mất nhiều hơn được. Ấn đường hẹp. Ấn đường hẹp là những trường hợp hai chân mày ở quá gần nhau. Thông thường, những trường hợp này lại không được đánh giá cao về tính cách. Họ được cho là những người có bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ, sống bon chen và không phóng khoáng. Họ có thể bất chấp những suy nghĩ của người khác mà đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Ấn đường lõm. Ấn đường lõm là người sở hữu ấn đường khuyết lõm ở giữa. Theo quan niệm về nhân tướng học, thì những người có ấn đường lõm thường khá vất vả, chật vật trong cuộc sống. Họ mất nhiều thời gian hơn những trường hợp khác để gây dựng công danh sự nghiệp cho mình. Đối với phụ nữ ấn đường bị lõm sâu cho thấy chủ nhân có gia cảnh khó khăn. Nếu có thêm đường vân ấn đường thì người đó sẽ hạn chế vận khí của người chồng, khiến cho người chồng khó phát triển sự nghiệp. Ấn đường có nhiều đường vân ngang dọc, ấn đường có sẹo. Nếu ấn đường của bạn có nhiều đường vân ngang dọc hỗn loạn, hoặc là có vết sẹo, hoặc là huyết hãm lồi lõm bất thường, hay ấn đường chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm, thì chứng tỏ sức khỏe của chủ nhân có vấn đề. Ngoài ra, cho dù bản mệnh có tài giỏi đến đâu nhưng ít khi gặp được may mắn, trái lại thì thường hay gặp xui xẻo tai họa, nhất là khi ấn đường chuyển sắc đen xạ, ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý an toàn đến tính mạng. Nếu đi xa thì đừng đi một mình, cũng không nên giao lưu với người lạ, kẻo sẽ bị hãm hại, rước vận xui vào mình. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nếu như người này làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, hóa giải vận xui. Nếp nhăn giữa hai chân mày. Các trường hợp người có nếp nhăn giữa hai chân lông mày hay là ấn đường có một nếp nhăn. Nếp nhăn giữa ấn đường có hai nếp nhăn song song là một trong những biểu hiện của ấn đường không được đánh giá cao về vận mệnh trong tướng học. Ấn đường dù rộng hay hẹp, nhưng một khi đã xuất hiện nếp nhăn giữa hai chân mày thì điều không tốt cho đường công danh sự nghiệp của bạn. Trong một số trường hợp trước đây có ấn đường đẹp nhưng bây giờ lại xuất hiện nếp nhăn ở ấn đường thì chứng tỏ vận mệnh của bạn cũng đang gặp vấn đề và phải trải qua những sự cố trong cuộc sống. Nếu bạn đang sở hữu ấn đường có một nếp nhăn thì phải làm sao? Xét từ góc độ nhân tướng học thì nếp nhăn ở ấn đường không được đánh giá cao, ảnh hưởng không tốt đến vận khí của bạn. Xét từ góc độ thẩm mỹ thì những nếp nhăn ở ấn đường khiến mặt của bạn trở nên khó chịu hơn, cau có hơn và khiến cho người khác có cảm giác xa cách có gần. Thông thường, những người làm kinh doanh lại cực kỳ chú trọng đến nhận diện tướng. Họ có thể sẵn sàng chỉnh sửa một vài bạc điểm trên gương mặt mà họ cho là chưa phù hợp để có thể tăng phúc khí cho tướng số của mình. Đối với trường hợp nếp nhăn ấn đường giữa hai chân mày, nhiều người xem đó là vận khí không tốt và họ sẽ tìm cách để khắc phục tình trạng này. Đặc biệt trong năm Canh Tý 2020 này, nếu các mệnh chủ ngay sau đây, nếu mà có những đặc điểm này sẽ dẫn tới tài lộc thất thoát, công việc gặp nhiều trở ngại, không thuận lợi. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại có thêm những đặc điểm xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu không họa này, ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này.
bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn hoặc sống quá thực tế hoặc là tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế tí thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ những mặt xấu xí trong con người mình ra. Ngoài ra thì phạm thái tuế luôn là điểm hung, tí thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc, kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước, thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế tí thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Tý. Con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát sẽ được nhắc nhở tuổi Tý trong năm nay chớ nên ham vui mà tới những sông sầu sóng cả, cần phải lưu tâm những nơi hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, nếu không sẽ dễ dẫn phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ cho thấy trong năm nay xung thái tuế có những đặc điểm tại những vị trí đại kỵ nữa thì dễ dẫn tới hiểm họa trùng trùng. Tí Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra. Đề phòng thiên tai, bệnh tật, những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như tuế phá, tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt gây mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ trong năm nay thì cũng không được tốt cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà sẽ để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế tí thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạ nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà thì hạn chế mang nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ cho thân mệnh gia chủ kích tài đắc phúc, tình hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp.
mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mình mong muốn phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.